Và sau đây một bài hát mà tôi nghĩ là sự kết hợp chưa bao giờ có. Một ca khúc mà khi nhắc lại tên tuổi của ca sĩ Minh Thuận không thể nào thiếu được. Một sáng tác của Hoài An đầy chất thơ và đầy chất kỷ niệm của một thời học sinh. Xin được mời cặp đôi Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà với Tình Thơ. Mời chị Thanh Hà lên đây ạ. Được gặp rất là nhiều lần em bên cạnh ngoài cuộc sống, và cũng không em có lẽ là một người đàn em rất là may mắn khi mà gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhưng mà là được gặp một người anh từng trải kinh nghiệm và là một người sống có tâm nhân như thật để chia sẻ rất là nhiều trong cuộc sống, để vượt qua những cái cơn bão trong sự nghiệp của mình. Và đó là một trong những người anh mà em nghĩ là em vô cùng yêu mến, yêu quý. Và ngày hôm qua thì đã cùng đến đây cùng những người bạn của mình để thăm viếng anh, và hôm nay cũng đi ba người khác muốn được gặp lại anh một lần nữa và muốn được hát cho anh nghe. Và em chưa bao giờ có cơ hội để hát cho anh Minh Thuận nghe cả. Và bài tình thương của anh là chào điểm cứu mà theo lời chào tất cả mọi người. Anh Hà thì gặp Minh Thuận được hai lần và hát chung với Minh Thuận một lần ở Cabin, và một lần nữa là ở sân khấu của anh Kim là Tiếng Tơ Đồng. Nói đến Minh Thuận, Thanh Hà chỉ biết nói câu vài câu thôi. Tức là thứ nhất, Minh Thuận đối với Thanh Hà, Minh Thuận là một người ca sĩ rất là hiền. Và điều thứ hai là Minh Thuận là người rất là hăng say. Thì hát trong bước Minh Thuận đối với Thanh Hà ngày hôm nay đến đây là một cái điều hạnh phúc, bởi vì bạn Minh Thuận rất yêu nghề và rất là hiền. Thanh Hà không có thuộc cái bài hát này, nói thật là xấu hổ, là nếu mà không mắt kính thì nhìn vào đây chỉ nói thật là thấy mờ lắm, không có thấy gì hết. Thế bây giờ em hát đi rồi chị múa phụ họa nhé. Em xin phép anh Thuận để cho em được tìm lời, vì nếu mà hát sai lời em sẽ giận lắm. Và không biết là bạn Đức Tuấn lên hát cùng đi. Lên cùng lần lượt. Anh Tâm ơi, anh giúp em chưa thích hát Tâm gì. Hàng ghế đá xanh tàn thấy góc sân trường, chưa kịp chạm tay vô cùng lần thì đêm đó trong chiều lúc tan trường hai mươi những chói đường sao em vẫn vui bao nhiêu người trong ta tìm về một thoáng trường xưa đang nghe thời gian thoái đưa nghe mây hương trong ta một thời tìm hương ngày xưa vẫn mơ người con đông đưa
lần đầu tiên kết hợp Thanh Hà, Hồ Hào và Đức Tuấn với Tình Thơ. Một người nghệ sĩ có rất nhiều những bài hát ghi lại dấu ấn với tên tuổi của mình. Và tôi nhớ khi mà anh Thuận đứng sân khấu lần đầu tiên với vai trò là một người diễn ở sân khấu kịch nói. Tôi có may mắn ngồi dưới xem anh phúc khảo vở Yêu Thầy. Anh cùng diễn với nhiều nghệ sĩ ở nhiều cái thời gian khác nhau ở sân khấu kịch thể nghiệm Năm Mươi của Bắc Tần. Có chị Ngọc Trinh biểu diễn đã yêu thầy Tuấn trong Yêu Thầy. Tôi mới nói chuyện với chị Thúy Nga, chị bay về từ Mỹ và cũng ghé đây để gặp gỡ lần cuối ngành của mình. Thúy Nga cũng nói là Thúy Nga có dịp diễn cùng với lại Minh Thuận trong vở Yêu Thầy. Và tôi nhớ cái hình ảnh của anh Minh Thuận khi cầm cây đàn guitar và đàn để hát cái bài rất hay của nhạc sĩ Trần Lao Bẩn, bài hát Một Người Được Một Rừng Cây. Và ở đó thì tôi tin rằng là có những câu mà chính những người nghệ sĩ đã cống hiến nhiều như chúng ta sẽ ý thức và hiểu hơn nhiều hết. Đó là những câu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành về phần ai. Và với một Minh Thuận chưa bao giờ chọn việc nhẹ nhàng cho mình, để thấy anh đã rất can đảm khi dám bỏ tiền đầu tư, đã quy tụ được những người nghệ sĩ đang rất vượt lực cùng đứng chung một sân khấu với các đêm diễn của vở Lan và Đẹp cách đây 8 năm. Và cho phép tôi xin được mời ca sĩ Thu Minh sẽ lên sân khấu để thể hiện lại Một Đời Người, Một Rừng Cây của thầy Tuấn trong Yêu Thầy của ca sĩ Minh Thuận. Mời chị. Xin mời anh Kỳ Phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vì chị có hay nói với em là nhờ anh Thuận dạy chị hát cải lương. Hồi nãy thì đã có phần của anh Thuận diễn là có lại cái chút đoạn Lan và Điệp rồi, nhưng không có cái phần của Thí Liễu. Chị có nhớ cái câu đó đã 8 năm rồi là có thể hát lại tặng cho Điệp của chị được không ạ? Quá tài chú gái ơi, mà... tay xuống. Vì chị anh Thuận thương minh và chân trọng lắm. Chính vì như thế là anh luôn cho mình những cái cơ hội, những cái cơ hội để mà vô tình mình khám phá bản thân mình ở những cái khía cạnh mà mình không bao giờ ngờ tới cả. Mình còn đợi rằng là lúc đấy mình thấy hai bạn em ấy hát cải lương rồi hầu quảng, đúng rồi, mình có hỏi Lê Quyên bảo anh hầu quảng cái cách hầu quảng đó, và mình có nói chuyện với cả anh Thuận rằng là anh đã khai phá em ở cải lương rồi thì chắc mai mốt anh cho em một cơ hội hát hầu quảng, và em thích hát hầu quảng lắm. Thì không biết em hát được không. Mình đã đóng Thí Liễu của Điệp. Mình không ngờ được mình có thể làm được điều này, nhưng anh Thuận đã cho mình thấy rằng là cuối cùng mình cũng làm được, và thật sự đó là một cái điều thật là mới mẻ và một kỷ niệm thật là đẹp trong cái cuộc đời sự nghiệp của mình. Mình trong bài trong phần trình diễn Lan và Điệp thì mình chỉ hát có một câu thôi, cho tới bây giờ mình diễn nhiều lắm nhưng mà mình nhớ có đúng một câu thôi, tại vì diễn được có hai lần thôi, ba lần thôi nên không có nhớ nhiều. Tới hát tặng cho mọi người và hát tặng lại cho Điệp, cảm ơn anh rất nhiều. Hát một câu trong cái khi mà Thí Liễu từ chối bởi vì chê Điệp nghèo, thì xin hát tặng lại mọi người câu này. Nhưng anh ta là hạng nhà quê chức không lại nhỏ nhiêu, thêm gia thế quá nghèo hèn, sợ xấu mộng đi gánh nhục hả, thà con vô chùa con ở. Hoài suốt 8 năm nay à. Được mỗi một câu đó và câu này cũng là nhờ anh Thuận với cả chị Ngân Quỳnh, chị Dạy. Lúc đầu mình không biết hát. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh Thuận.
tôi có nói tôi chọn hai tấm hình này vì tôi có lần trò chuyện với anh Thuận thì anh nói khi mà tôi khen á xuất thần quá, cô lụ đẹp quá, anh nói là anh thích cái sự nghiệt ngã và cái đau khổ dằn vặt của nhân vật cô lụ cũng như anh thần tượng nghệ sĩ nhân dân Cải Lương Chi Bảo và Tuyết. Và vì vậy một sau đây một người đàn em của anh, một thế hậu bối của sân khấu cải lương, của nhà nòi trong suốt nhiều thế hệ, tôi vừa gọi lúc trưa thôi và em đã phải tập gấp để diễn lại vai cô lụ của Minh Thuận. Cho phép tôi cũng được mời ra sân khấu điệu giai con của cô lụ là anh Hữu Bình sẽ thể hiện một người em đã cùng sống tại nhà của Minh Thuận rất nhiều năm. Và với vai cô lụ, cho phép tôi xin được giới thiệu Gia Bảo. Xin mời Hữu Bình. Thực ra đây cũng là một cái cơ duyên cuối cùng. Khi mà Gia Bảo thành lập sân khấu kịch vào tháng 4 thì anh Minh Thuận cũng là một trong những cánh chim đầu đàn mà về biểu diễn cho Gia Bảo. Thì Gia Bảo nhớ ngoài cái xuất diễn cuối cùng của anh là xuất diễn vào cuối tháng 7 thì anh diễn ở Thượng Lận. Anh nhớ lúc đó là anh không còn hơi nữa, anh diễn và không còn, chỉ là thì thào thôi. Nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh diễn cho tròn cái suất đó. Bảo nhớ hoài hôm đó, Bảo rất là căng thẳng trong cái vở diễn. Thì anh lúc ở trong toilet á, anh hù Bảo cái cho mình giật mình, để cho mình giãn ra, mình không có còn cảm thấy mà lo lắng nữa. Thì nhớ hoài anh diễn cái đêm đó xong, anh nói Bảo ơi kiếm người thế anh nha, anh phải đi. Mình anh đi đâu? Anh phải diễn chứ, cái giai này anh diễn hay lắm, anh không có đi được. Anh nói kiếm người đi chứ anh phải đi đó. Không biết anh đi đâu. Cuối cùng bây giờ không biết là anh đi đâu. Thì bản thân Gia Bảo không phải là diễn viên cải lương, không biết hát cải lương đâu. Nhưng mà chiều nay khi mọi người nói là cần phải tái hiện lại cái vai cô lụ, và giờ cũng không có người đóng vai Đỗ Minh Lương luôn, thì thôi bây giờ Gia Bảo cũng ráng vào quen và hát luôn hai vai cùng lúc. Không có nhạc luôn, hát chay. Thì xin mọi người nếu như mà có cái gì mà dở hay là có không có thuộc lời thì mọi người cũng thương mà thông cảm dùm. Em xin phép anh không hát chay lần này. Lưng cũng quan hẳn mà lắm phải không lưng. Con đâu có dám hờn trách má. Chỉ mới đi thôi à, từ ngày ba con về, con xin phép ba con cho con tới đây gặp má. Mặc dù má không nhìn con, Lương ơi tại sao má không nhìn con hả Lương? Con là con sủ của má mà. Lương ơi chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngỡ là tâm con xưa đã mất dạng hình rồi, chứ bây giờ sự thật được phanh vui tên mặt con má gượng cười. Ôi thôi đời nghịch cảnh trái ngang, con trẻ tưởng đã sụp đôi dần sống sót lên người chốn lòng già đơn côi. Khi mang nó đã nảy lên rồi, ngày qua ngày cứ lớn lên thôi, dầu cho mưa gió tới mời, nhưng không có lần đằng bao ngày à, chứ đã cốt nhục với nhau rồi, con không thiệt thòi nữa đâu. Mới từ lúc bạc tâm nở duyên tâm ra, ngày ấy ba con tóc ai còn xanh sau 19 năm trường đã phai màu.
Nhưng nay lớn như trời non xanh mướt, gặp ở đây là con thở đi một bước, để xem ba má ra sau hồi thở trước. Lương ơi, thật bất vô cùng khó sợ. Nghệ sĩ Gia Bảo đã thể hiện lại một trích đoạn mà anh Minh Thuận đã thành công với ngôi vị Á Quân của chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2014. Chúng ta đang có mặt với live show Minh Thuận và những người bạn. Như tôi có nói từ đầu, phần 1 là phần biểu diễn và khán giả cùng gặp lại Minh Thuận lần cuối đứng trên sân khấu. Và đây, các anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ, như hôm qua chúng tôi có bàn bạc với nhau, đây là live show đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của ca sĩ Minh Thuận. Và cho tôi được mời những người em đồng nghiệp sẽ tiếp tục lên sân khấu để thể hiện lại một ca khúc rất hay của Quốc Dũng, một bài hát đã tạo nên tên tuổi của anh trong những năm của thập niên 90 và 2000, Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và cho phép tôi xin được mời Lệ Quyên cùng với Tuấn Thiệt. Anh Cường ơi, chắc là chỉ hơn 10 ngày thôi, và chú Quốc Kiên là người viết tin về bệnh của anh. Hôm đó thì em hát phòng trà xong thì Kiên nói về tin đó cho anh nghe. Quay qua đây. Và chả ai cũng tưởng như rằng là anh Cường đi sớm thế. Em thì khi mà vào Sài Gòn thì anh Cường đã ít đi hát rồi. Và anh Cường bắt đầu chỉ làm hình ảnh và phim nhiều hơn. Cho nên là em cũng không có được lắm nhiều lắm gì để gặp anh. Chỉ một vài lời nữa. Và em cũng còn nhớ lần gần đây nhất mà khó có thể chấp nhận được là ngày có lẽ cũng chỉ hơn 3 tháng thôi, là tình nguyện sĩ 7 thực hiện về cung tên, anh Cường vẫn đến hát rất mạnh khỏe. Thế mà tình nguyện sĩ 8 chúng em thực hiện cho anh thì thực sự đó là điều chẳng có điều cả. Mong anh thật bình thản và yên nghỉ nhé. Em được cung tên tặng anh bài Nỗi Đau Ngọt Ngào, chẳng chưa bao giờ hát cả. Chắc em hát dở anh nhiều lần rồi. Tặng anh nha, tặng mọi người luôn. Từ khi anh biết đã biết yêu em thật.
Duy và Quốc Thiên rất nhiều. Xin cảm ơn. Có một điều tất cả mọi người đều biết, anh Thuận là một người con của Chúa. Và nghệ sĩ của chúng tôi cũng rất nhiều người là con của Chúa. Tôi nghĩ một lúc nào đó, tôi nói một cách lạc quan hơn. Cảm ơn Ngài đã mang anh về với Đức Trời để anh được sống bình an hơn ở một thế giới khác. Và tôi có mời một người ca sĩ cũng là người con của Chúa, chứ vì anh cũng đã có một album riêng với những cái bài nhạc thánh rất là hay. Và tôi có nói anh ngày hôm qua là anh phải có mặt để hát tặng anh Thuận, để cầu chúc anh Thuận đưa anh Thuận về với Đức Trời. Xin được mời anh Phan Lê Tùng cùng lên sân khấu. Rất là tỉ mỉ, người khâu từ cái hạt kim tuyến kim xa, rồi làm những cái mũ rất là hoành tráng để mà dự thi những chương trình cơ mặt không quen và những cái bộ trang phục biểu diễn. Và cái đó là cái mà cái đó là muốn học theo cũng không học nổi, thì có một tình yêu thật sự mới làm được điều đó. Vâng, một chút chia sẻ như vậy. Còn bây giờ thì Tùng xin hát một bài hát mà có lẽ trong album Thánh Ca của Tùng là mọi người có đạo Công giáo yêu thích nhất bài hát này. Thì bài hát nói về cái ý nghĩa của một làm dấu là như thế nào. Bởi vì đôi khi ngay cả những người có đạo Công giáo cũng không hiểu làm dấu là như thế nào. Thì qua bài hát này sẽ hiểu sâu hơn về việc ý nghĩa của làm dấu là tuyên truyền đức tin, là tuyên danh Chúa và luôn luôn tìm thấy sự bình an ở việc làm dấu. Vâng, nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Đức Hùng là dấu. Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con được thành thơi. Lạy Chúa, ta đấng con tôn thờ. Con yêu mến Ngài, vì Ngài đứng thứ tha. Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa, là đấng con tôn thờ. Con yêu mến Ngài, vì những Ngài. Phúc nữa nhưng mà bắt tông hơi cao cho nên mà thua luôn, không lên nổi. Vâng, và bây giờ thì âm thanh đã chuẩn bị được rồi và xin mời bài làm dấu.
trái tim con. Ôi dấu thanh tịnh màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng ngọc lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu và ngôi thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Tôi chưa bao giờ tôi thấy một chương trình live show được diễn ra ngay tại nhà của ca sĩ. Khán giả đông, mưa lớn nhưng không ai về. Chưa bao giờ một live show mà tất cả những ngôi sao hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau ngồi phía trước để có mặt suốt chương trình. Và tôi tin rằng là tất cả mọi người đến đây trong vị thế ngày hôm nay không phải là một ngôi sao, là một người của công chúng, mà là một người anh, một người em, một người đồng nghiệp của ca sĩ Minh Thuận. Một điều nữa phải nói đến những người làm công việc nghệ thuật. Rất ít khi nào nhận mình là fan của ai, nhất là những người trong cùng một lĩnh vực. Thế nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ vì có một người anh của tôi đã dám chia sẻ với báo chí 26 năm trước, chính anh cũng chạy xe đến nhà chờ ca sĩ Minh Thuận để xin chữ ký người thần tượng của mình. Và tôi nhớ khi mà anh Minh Thuận chuẩn bị cái kế hoạch để làm Vỡ Lan Vỡ Điệu vào năm 2008, anh có hỏi tôi một câu là: Khoa ơi, mời nữ thì dễ, rất nhiều người vào vai lan, nhưng vai điệu của anh á, nếu mà anh mời Hưng có giận không em? Tôi nói em đâu có biết đâu, anh nói chuyện với Hưng chứ, anh hỏi em. Và thực sự là khó với chỉ một vai diễn và nhiều lớp diễn khác nhau, nhưng hai ngôi sao lại cùng san sẻ với nhau để có những cảnh diễn đẹp nhất. Và như chúng tôi khi thực hiện chương trình Tình Kỳ Sĩ 8 ở Không Tên, tôi biết rằng là người anh này đang chuẩn bị cho một live show 20 năm của mình. Và nhiều tháng nay tuyệt đối anh không cho Văn Băng Rôn có tên của anh trên tất cả những cái chương trình nào. Thế nhưng anh nói không thể nào không nhận lời tham gia vì Minh Thuận. Và cho phép tôi xin được mời lên sân khấu một người con cũng là của Chúa, một người em của Minh Thuận, Đào Vĩnh Hưng. Xin chào tất cả mọi người. Anh là người biết rõ nhất. Em cũng không biết. Hai người nói khi mời anh là như em sẽ chọn một bài hát có lửa bài thôi và không nhiều. Em chọn một sản phẩm rất hợp lý. Anh tâm cho em là hứng. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bắt cao trong vòng trời này, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh. Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình, nơi đây một lần nhìn anh đến những xót xa này. Còn có anh biết không anh, người tình còn đây anh yêu không? Vượt qua mặt xanh, mặt trời còn lên, khi bóng anh như cánh chim chiều xuống. Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la. Vượt qua mặt xanh, mặt trời còn lên, anh như cánh chim về cuối trời. Anh nằm xuống như một lần vào viên su, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại nhà hoang.
chung xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thanh âm. Anh đến khi đã nói chưa là anh Thuận có thực hiện dở dang một cái album Bolero và chỉ mới thu được có 3-4 bài thôi. Em có may mắn chịu được một cái bản nó bản thu cuối cùng của anh Thuận là bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần thì cũng đã phát rồi trong cái phần đầu live show bên Thuận và những người bạn của tối ngày hôm nay. Theo cầu của mọi người thì anh cũng là một trong những người đã đi đầu của thế hệ nghệ sĩ trẻ khi mà làm mới lại cái dòng nhạc Bolero. Anh có thể hát tặng cho anh yêu của anh một vài Bolero được không ạ? Ở cái kỳ anh hát vừa lớn hơn á. Những ngày đầu tiên khi mới đi hát, đi hát cùng với anh Thuận thì mỗi buổi chiều hay chạy qua phòng anh Thuận để coi anh Thuận làm mặt đó. Anh Thuận mặt rất là khéo, xuất sắc lắm. Chắc là ngay cả các bạn nữ không biết được cái kỹ thuật đó, cái cách vẽ được mí dưới đó. Đa số tất cả là tầm như thế, không nghe được ngang gì đúng không? Đó, anh Thuận lật kỹ lên nè, chấm mặt nhỏ đi đi nè, cái đường, nó đi đi cái đường trên con nghe của mình đó. Không phải là vẽ ngang gì đâu, kỹ thuật này chia sẻ ra đó nha. Chiều nào tiễn nhau đi ngã xe hoàn hôn đến đâu đây màu tím sẫm trong hồn ta lớn không gian cùng ta như đôi chân thời gian bước trốn cho giây phút chia ly tay kề áo dài trước khi phân kỳ ước sao cho người đừng đi nhau đi.
xin thưa quý người nhà hay là ai đang giữ cái master bên thường đó, thì là Hưng nghĩ rằng là cho anh em mỗi người hát một câu thì nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Anh Thuận hát chung với mọi người và mình được hát chung với anh Thuận ha. Hưng nghĩ mọi người sẽ thâu một câu trong tất cả những bài anh Thuận đã từng câu luôn thì nó sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Hưng nghĩ là như vậy. Nghĩa là anh em tụi mình sẽ làm điều đó nha anh hả? Em sẽ hỏi người nhà để tìm ra cái bản thù của anh Thuận. Dạ, cảm ơn Lệ Quyên, cảm ơn anh Đào Vĩnh Hưng đã may mắn có được cơ sông ca trở lại. Tôi nhớ là sau 19 năm đứng trên sân khấu của Phong Tên, vẫn mái tóc dài kia, anh Thuận lúc đó thì đã tóc ngắn rồi. Tôi chưa bao giờ thấy niềm đam mê của hai người ngồi trên sân khấu. Và tôi biết rằng là hai người chưa bao giờ lỡ dịp dù 19 năm không hát cùng với nhau. Và trên phép tất cả chúng tôi xin được trân trọng mời người chi kỷ của anh Thuận cùng bước ra đây. Dương Khao. Mọi người có thể đứng lên để chào đón anh Dương Khao ạ. Anh Dương Khao thật sự không biết nói gì hết. Hồi xưa hai đứa mà đi hát đó là toàn là dừng sân khấu cho Thuận nói chuyện thôi mà. Dạ, thấy nghe tin đó. Anh muốn là anh đã cuối tháng này anh về thăm nó, anh nghĩ là nghe tin tức nó khỏe rất là mừng. Cuối tháng về nghe rất là thương Thuận là một người giống như là rất đam mê, Thuận là rất đam mê và đam mê nhạc, rất là đam mê. Không biết nói sau đây tất cả anh chị ở đây nha, mình không biết nói. Thuận lên hát giùm anh đi hơn, anh nói giùm anh. Anh chỉ là cảm ơn tất cả anh chị đã đến đây được một cái buổi này để đưa tiễn. Tôi tin đó là một tiết mục có giá trị nhất trong live show bên Thuận và những người bạn.
Và tiếp theo, cho phép tôi mời một người em của Bình Thuận. Quý vị tôi biết người này ở trong lĩnh vực sân khấu, nhưng cũng đã có nhiều năm, nhiều tình cảm với Bình Thuận. Và hôm qua chị có nói với tôi là hôm nay chị sẽ có mặt để hát một cái đoạn lớn trong trích đoạn Lan và Điều. Và tôi cũng xin phép được mời chị Lê Giang. Như vậy nếu mà không hát hết trọn vẹn thì sẽ uổng lắm. Vì vậy anh xin phép được thể hiện lại bài hát này của người anh, người đồng nghiệp của mình. Xin được mời Đức Tuấn với Tình Phan. Dạ, cái bài này thì tôi cũng nghĩ là ai cũng thuộc đúng không ạ? Dạ, nên là tất cả mọi người hát cùng với Tuấn được mà có mặt ở đây sẽ cùng người hài lòng của Tuấn trong phút này để tặng lại cho Liên Bình Thuận một câu tất cả những gì trong phần đã cống hiến cho cái nghề này. Tuấn cũng rất là may mắn là một cái người đã được bước chân vào nghề cùng cái thời điểm mà có thể nói là đã giúp của anh Bình Thuận với rất là nhiều cái ca khúc nó in đậm vào trong cái tuổi mới lớn của Tuấn. Cho nên là Tuấn đã sau này có một lần đã hát lại các cái bài này để biểu diễn, nên là nó có rất là nhiều kỷ niệm riêng với Tuấn. Và ngoài ra thì hầu như là trước đây ngày nào Tuấn cũng được gặp anh Bình Thuận ở Lan Anh, mà anh Bình Thuận rất là trong tập gym, và nên là hầu như ngày nào cũng gặp. Tuy là các em không nói nhiều lắm về nghề, nhưng mà có thể nói là anh Bình Thuận đã kể giống như là trò chuyện với Tuấn những cái điều nhỏ nhỏ và vô cùng có trong cuộc sống này. Và tôi vẫn nhớ mãi cái chiếc xe Honda BMW với chiếc xe máy BMW của anh Thuận, là tại vì mà Tuấn nói là sau này một vài ngày nào đó tôi phải xin cho bằng được chiếc xe này, nhưng mà cuối cùng là không kịp. Và dạ vâng, và xin anh Tâm cho em xin cái bài Tình Phai không gì em không nhớ. Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng, tình phai em
lên em yêu ơi, em ơi có biết
giá cũng hoàng sang thần nữ đọc cướp đại sơn dương thương tiết lan phục hạ trương công môn chúc quy soái vẫn như gấp hơi chúc mừng như Phương Thanh, như anh Quang Linh, như Lâm Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, tất cả những người cùng thế hệ của anh và các anh chị đồng nghiệp có mặt ở đây.
Một lần nữa thay mặt cho Minh Thuận cảm ơn tất cả các khán giả và con hàng xóm rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây vì cuộc live show đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của Minh Thuận. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7:30 sáng mai. Và chúng ta sẽ có một cuộc tiễn đưa Minh Thuận để đến với một cuộc hành trình mới. Tôi tin là như vậy, không bao giờ là chấm dứt cả. Một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho Minh Thuận, người con của tổ nghiệp trong hơn 26 năm làm nghề và đã sống hết chiếc tầm nhã tơ. Đến giây phút cuối cùng, xin được cảm ơn tất cả các khán giả và nhiều thế hệ, những người đã yêu thương Minh Thuận từ con của ngoài nước. Cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp rất nhiều. Cảm ơn gia đình và xin hẹn gặp lại vào lúc 7:30 sáng mai. Thank you.